Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm cái clip để hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta có thể dùng nền tảng Cool Home để có thể render được những cái bức hình có chất lượng cao và cái độ detail rất là tốt như thế này trên cái nền tảng Cool Home và rất nhanh chóng nha. Nếu như các bạn là người mà chậm về công nghệ, các bạn hay nói là low tech đấy, hoặc là các bạn học rất là nhiều khóa về render rồi nhưng mà render vẫn không đẹp và không được như ý muốn, thì cái nền tảng Cool Home này sẽ giúp cho các bạn giải quyết được những cái vấn đề đó chỉ trong một vài cái click chuột thôi. Thì mình cũng hay nói đùa vui với lại những người mà đang sử dụng nền tảng Cool Home, đó là chúng ta cũng có thể là dễ dàng vẽ ra được một cái phương án nội thất, thậm chí là ngoại thất với chỉ bằng một tay thôi. Chúng ta chỉ cần dùng một tay click chuột thôi, cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều, và chúng ta sẽ nhanh chóng có được những cái hình ảnh render như này từ cái mô hình Cool Home, từ cái mô hình của chúng ta. Thì những cái hình ảnh render như vừa rồi đấy thì mình kết xuất trực tiếp từ cái phần mềm Cool Home ở trên cái mô hình như thế này, và mình chỉ cần một vài cái click chuột rồi mình sẽ bấm ra thôi. Thì như vậy, đối với lại trong cái nội dung của clip này thì mình sẽ trao đổi với các bạn về ba nội dung. Nội dung số 1 đó là cái cách chúng ta đưa cái đồ vật dụng vào trong mô hình như thế nào. Nội dung số 2 đó là cái cách chúng ta xử lý các cái vật liệu về mặt cơ bản nó sẽ như thế nào. Và cái nội dung thứ ba đó là làm sao để chúng ta có thể render ra được những bức hình đẹp như là những cái bức hình mà mình show ra ở đầu clip cho các bạn xem nó trên nền tảng Cool Home nha. Và dành cho những bạn nào mà chưa biết Cool Home là gì thì đây là một cái nền tảng và nó cho phép chúng ta vừa thiết kế, vừa mô hình 3D, vừa cho ra bản vẽ kỹ thuật, vừa có thể render được ở trên nền tảng web nha. Nó chạy trực tiếp trên nền tảng web. Nó có hai phiên bản, một là phiên bản chạy trực tiếp trên web và phiên bản thứ hai đó là chạy trực tiếp ở trên một cái phần mềm chúng ta chạy cài ở trên máy tính cũng được. Thì cái này thì không cần phải máy tính mạnh nó mới sử dụng được nha. Các bạn có thể sử dụng một cái laptop thông thường có kết nối mạng ổn định thì chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Không nhất thiết phải là những cái máy có cấu hình đồ họa cao. Nếu như các bạn chưa biết mà muốn biết dùng thì các bạn có thể lên trên YouTube và các bạn search cái chữ Cool Home này thì sẽ ra các cái video hướng dẫn của mình. Đây, các cái video hướng dẫn có cái logo của kênh mình là Architect ở đây. Thì mình đã tạo ra những cái video ví dụ như là review từ đầu đến đuôi cái nền tảng như thế nào. Rồi mình đã có hai cái bài cơ bản, bài 1, bài 2 khởi tạo dự án, đồng thời là vẽ các cái cấu kiện như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đang ở là bài số 3 là đưa thêm đồ vật dụng vào, vật liệu hoàn thiện và kết xuất hình ảnh render. Thì đó là những cái mà mình nhắc lại những cái nội dung mình đã làm ở trước đó. Còn bây giờ để cho chúng ta đi vào trong cái nội dung ba cái nội dung mà mình nói trong cái clip này thì chúng ta sẽ mở một cái tab công cụ tab Cool Home mới nhé, và chúng ta sẽ đăng nhập vào. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào thì chúng ta có thể là chọn tạo new dự án bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào new 3D project đó. Và trong cái phiên bản mà các bạn sử dụng ở trên web thì nó là phiên bản 4.0, còn hiện nay đang có phiên bản 5.0 đang được chạy beta. Thì nếu như bạn nào mà có nhu cầu sử dụng bản 5.0 thì các bạn có thể là inbox cho mình để mình có thể là hỗ trợ các bạn liên hệ với bên kỹ thuật để kích hoạt cái bản 5.0 beta cho các bạn. Thì đó là và chúng ta ở đây mình có thể sử dụng cái 5.0 nha, và chúng ta sẽ bắt đầu một cái dự án mới với lại V50. Các bạn không dùng V50, các bạn dùng V4.0 được. Ví dụ như cái phiên bản này thì mình tạo cái mô hình này ở trên cái phiên bản 4.0 nha các bạn. Và khi mà các bạn khởi tạo một cái dự án mới thì ở đây thì nếu như các bạn đã xem cái file, xem cái hướng dẫn của mình ở trong những cái bài trước thì các bạn có thể tự tạo dự án của các bạn cũng được. Còn nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể sử dụng những cái template có sẵn ở đây. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái template là một căn hộ condo, một phòng ngủ ở đây, và ta sẽ bấm apply nhé. Thì khi các bạn sử dụng template có sẵn thì nó sẽ có sẵn cái không gian phòng và kích thước phòng đầy đủ như thế này. Như đây là cái template căn hộ mà mình vừa mới đưa vào, và trên cái template căn hộ này thì cái view 3D của nó là cái không gian như thế này. Các bạn có thể thấy là giống như cái không gian mà mình đã làm minh họa ở trong cái hình trước. Và trong không gian này thì chúng ta có thể muốn chỉnh sửa một số thứ. Ví dụ như chúng ta đang muốn khởi tạo một cái không gian cơ bản từ đây thôi thì chúng ta có thể là ở mặt bằng nhé. Chúng ta ở mặt bằng thì chúng ta có thể là xóa bỏ bớt một số cái chi tiết không cần thiết, chúng ta không mong muốn, ví dụ như là cái cửa này, cái cửa này. Rồi có thể là thêm cái cửa này nữa nếu như các bạn muốn, thì chúng ta có thể là xóa bớt những cái đối tượng này đi. Thì sau khi chúng ta xóa những cái đối tượng cơ bản đi rồi thì chúng ta sẽ có được một cái mô hình trống như thế này.
Ôi, kế đến thì cái câu chuyện thứ nhất ở trong cái clip này thì mình như mình đã nói ở đầu clip đó, thì mình sẽ trao đổi với các bạn về ba nội dung nhé. Chúng ta có ba nội dung. Nội dung thứ nhất là chúng ta đưa cái vật dụng, những cái đồ nội thất và những đồ decor vào như thế nào. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ đưa cái vật liệu cơ bản như thế nào, và nội dung thứ ba là chúng ta sẽ làm sao để chúng ta kích hoạt được cái chế độ render lên một cách nhanh nhất và đẹp nhất nhé. Và mình cũng nói như mình đã nói ở đầu clip đó là thực ra thì nếu như các bạn dùng Cuhome để các bạn làm thì công việc tương đối là nhẹ nhàng, tại vì các bạn cũng chỉ cần là một tay, chủ yếu là một tay click chuột thôi. Các bạn vừa làm vừa các bạn vừa nhận nha nhận nhơ suy nghĩ cũng được, và thậm chí là những bạn mà không biết gì về thiết kế, các bạn cũng có thể là sử dụng cái nền tảng này để có thể là tự tạo cái không gian của nhà của các bạn cũng cũng tốt. Vì có nhiều bạn xem những cái clip Cuhome trên kênh của mình thì cũng có nói vui là làm việc với Cuhome thì có giống như là đang chơi lại cái trò game hồi xưa hay chơi, là game The Sim, là một cái game giả lập mô phỏng đời sống ở trên máy tính. Thì bây giờ chúng ta đi vào, để chúng ta đưa những cái đồ đạc vào trong này thì chúng ta sẽ đi vào trong cái mục là Public Library ở đây. Và chúng ta sẽ có được ở bên dưới này, nó sẽ đưa các bạn ra đây rất là nhiều thứ nhé. Ví dụ như là furniture rồi lighting, nó chia thành nhiều nhóm chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta đang muốn là furniture là những cái đồ nội thất thì nó sẽ vào trong mục này. Và sau đó thì chúng ta có thể là vào trong cái mục, ví dụ như các bạn đang muốn có một cái sofa thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần sofa này để chúng ta thả đồ vào. Thì trong cái này thì để dễ tìm hơn nữa, nếu như các bạn có một cái style theo bạn mong muốn, ví dụ như bây giờ mình muốn là làm cái phòng này theo cái minimalist, cái chủ nghĩa cái style tối giản đó, thì mình có thể là search vào minimalist ở đây. Rồi nếu như các bạn muốn là cái tông màu của cái sofa, ví dụ như các bạn muốn tông màu của sofa nó màu màu gray đi, là màu xám, thì chúng ta lại chọn đây. Như vậy thì bằng cái cách này nó sẽ thu hẹp lại cái trường thông tin để cho chúng ta có thể là dễ dàng tìm được những cái mô hình nó đúng ý của chúng ta nhiều hơn. Và sau đó thì ví dụ như bây giờ các bạn mong muốn là nó là một cái sofa dạng như thế này, thì các bạn chỉ cần là thả cái này vào, các bạn đưa nó vào trong cái mô hình, thì chúng ta sẽ có ngay một cái mô hình sofa nó nằm ở giữa cái nhà của bạn như thế này. Và cái sofa này sau khi đưa vào trong mô hình này thì mọi sự thao tác nó cũng nhẹ nhàng. Đó là bây giờ các bạn muốn xoay cái sofa này một góc 90 độ thì nó có tổng cộng nó có bốn cái mũi tên này nhé. Mũi tên này để di chuyển theo chiều đứng lên xuống, mũi tên này để di chuyển theo chiều này, mũi tên này để di chuyển theo chiều này, và cái mũi tên cong cong này để xoay. Thì chúng ta sẽ xoay này, các bạn có thể thấy là bây giờ chúng ta sẽ xoay 90 độ. Sau đó thì chúng ta dùng cái mũi tên này chúng ta đẩy nó vào đây, và đẩy đến tường là tự động nó khựng lại một cái cho các bạn là biết là nó khựng là tới tường nha, chúng ta không đẩy quá được đâu. Ví dụ như đây chúng ta sẽ nằm ở đây một cái sofa rất là nhanh chóng. Và bên cạnh này nó có một số cái nút, ví dụ như các bạn muốn là mirror, tức là bây giờ muốn lật ngược cái sofa lại theo chiều này thì chỉ việc bấm mirror này thôi, hoặc là mirror trước sau, ví dụ như thế này đó, mirror trái phải thì chúng ta sẽ có được cái công cụ như thế này. Rồi, hoặc là chúng ta thay đổi một cái mẫu khác, hoặc là chúng ta có thể là copy cái sofa này để thả vào một cái vị trí khác nữa ở trong cái phòng này, thì chúng ta sẽ có rất là nhanh, chúng ta có được một cái này. Rồi bây giờ tiện tay mình cũng thấy cái ghế này nó cũng đẹp đẹp và nó cũng phù hợp nữa, mình cũng thả vào đây một cái ha, thêm một cái thả vào đây. Rồi sau đó thì mình sẽ chờ cho nó khoảng vài giây thì nó sẽ load cái hình hình dáng của ghế của chúng ta ra, ví dụ như này, và chúng ta sẽ xoay cái ghế, ví dụ chúng ta muốn để cái ghế vào đây. Và sau khi có cái sofa rồi thì mình đi tìm tiếp cái bàn. Cái bàn của sofa thì thông thường ở trong cái thuật ngữ thì hay dùng cái từ là coffee table. Như vậy thì chúng ta sẽ vào trong cái này. Chúng ta lại tiếp tục, chúng ta giới hạn ở trong cái style chúng ta đang muốn làm. Rồi bây giờ nếu như các bạn muốn cho cái bàn này nó có cái màu đen chẳng hạn như thế ha, thì chúng ta sẽ đưa cái màu đen vào đây, và chúng ta sẽ tìm kiếm một cái bàn. Nếu như có một cái bàn nào đó mà nó phù hợp với lại cái mong muốn của chúng ta, ví dụ như mình có cái bàn này, rồi mình thả vô trong ở giữa này. Rồi kế đến thì nếu như các bạn tiếp tục nha, bây giờ chúng ta muốn có một cái thảm. Như vậy thì các bạn muốn có một cái thảm thì chúng ta sẽ tìm xuống bên dưới, chúng ta lại tiếp tục là quay ngược trở lại ha, và chúng ta sẽ tìm đến cái mục là home decor, tức là những cái đồ decor, và chúng ta sẽ tìm đến cái mục là thảm. Thì trong cái mục thảm này thì các bạn lại tiếp tục, chúng ta lại có thể là giới hạn lại cái câu chuyện là cái style của chúng ta vào như nào. Và chúng ta có thể bây giờ cái thảm thì chúng ta có thể là cho một cái tông màu nó khác đi, ví dụ như mình muốn là cái tông màu màu đất, màu nâu đất, thì nó sẽ có được một vài cái thảm này. Còn nếu như các bạn không ưng ý thì các bạn có thể để là on nha, còn có nào các bạn ưng ý thì các bạn có thể dùng cái thảm như này. Ví dụ mình đưa cái thảm vào đây đó, và với những cái như là cái thảm, như cái bàn, cái ghế, như cái thảm này, thì các bạn khi các bạn đưa vào, các bạn sẽ thấy là ngoài cái câu chuyện chúng ta di chuyển được nó ra thì chúng ta có thể là thay đổi được cái kích thước của nó. Ví dụ cái thảm ở đây đang là 2 mét
7, bây giờ mình muốn nó to hơn, bây giờ mình muốn là 3.200. Đó, các bạn có thể thấy là cái kích thước này nó sẽ tự động nó scale theo tới hai cái này tỷ lệ với nhau nha. Ví dụ như đây, mình sẽ cho nó to ra như thế này nếu như các bạn muốn thành trược. Tất nhiên là khi mà các bạn cho nó to ra như thế này thì đây là một cái vật thể 3D nữa, gần như nó scale lên cả ba chiều, chiều dày nó cũng dày lên. Như vậy thì mình sẽ cho cái chiều dày nó nhỏ xuống nếu như các bạn muốn cái thảm của bạn nó mỏng hơn. Đây, chúng ta sẽ đẩy lên kích thước của nó như thế này. Thì chúng ta sẽ có được một cái thảm nằm vào vị trí như này. Rồi trong cái đồ decor này thì nó có lại có nhiều cái đồ decor khác nữa. Ví dụ chúng ta có những cái đồ decor mà để ở trên cái mặt bàn thì chúng ta cũng có thể là vào đây chúng ta tìm. Rồi chúng ta thả vào, vì tất cả mọi thứ ở trong này nó đang theo cái kiểu là nó đang được sắp thành những cái style, thành những cái bộ do chúng ta, cho nên là việc các bạn bố trí gọi ra và bố trí ở trong cái đồ này rất là nhanh. Nếu như các bạn muốn có những cái đèn, những cái đèn thì chúng ta sẽ vào trong cái phần lighting này và lại được chia ra, ví dụ đèn pendant là đèn treo thả ha, đèn floor lamp là cái đèn ở trên mặt sàn ha, đèn table lamp là đèn đặt ở trên bàn ha, rồi wall lamp là để như này, chúng ta sẽ vào trong cái floor lamp. Rồi chúng ta gọi ra, lấy ra một cái, ví dụ chúng ta lại tiếp tục là giới hạn lại cái style để cho nó dễ combo đồng bộ với nhau. Còn nếu như bạn nào mà đã có một cái gu thiết kế nó ổn định rồi thì các bạn cũng có thể là tự tin vào cái việc là con mắt lựa đồ của bạn, thì các bạn không cần phải thiết phải làm như thế này, các bạn có thể tự do phối đồ. Còn nếu như bạn nào mà không tự tin lắm về cái khả năng phối đồ của bạn, hoặc là các bạn muốn đỡ phải suy nghĩ, thì mình nghĩ cái tính năng mà nhom gom các cái nhóm các cái đồ đạc lại vào trong một các cái mục như thế này thì rất là hay, để chúng ta có thể là tìm được những cái đồ chúng ta mong muốn. Ví dụ như đây mình thả cái đồ này vào trong cái này thì rất là thú vị ha. Rồi rất là nhanh thì mình có thể làm được như thế này. Chỗ này nó hơi trống thì chúng ta có thể là đi kiếm một cái đồ decor, ví dụ như là một cái dạng bức tranh, thì chúng ta lại tiếp tục vào home decor và chúng ta vào trong cái phần frame and picture như thế này, và mình sẽ kiếm một cái bức tranh nào đó để mình treo. Ví dụ như là mình thích cái bức tranh dạng như thế này, rồi mình sẽ treo vào giữa này. Thì đối với cái bức tranh treo như này thì mọi người, khi mọi người sang cái mặt bằng cái view 2D này, thì khi mọi người di chuyển cái bức tranh á thì nó sẽ có một cái điểm khựng màu vàng này, nó canh bức tranh này chính giữa bức tường của chúng ta nha. Và đây chúng ta có thể là tăng giảm cái kích thước của cái bức tranh lên. Ví dụ như mọi người muốn bức tranh nó to hơn thì mọi người tăng giảm kích thước lên, ví dụ như chiều cao của bức tranh chúng ta sẽ cho nó khoảng là 2 mét đi. Thì và khi mà chúng ta tăng cái chiều cao này lên á thì cái hình cái khung tranh chúng ta nó bị dày quá, thì các bạn nếu như các bạn muốn cho nó mỏng lại thì chúng ta có thể trên một bằng ta kéo cái này cho nó mỏng lại. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh nó nằm như thế này. Có vẻ như nó không chính giữa lắm. Chúng ta sau khi chỉnh được kích thước xong thì chúng ta lại tiếp tục khoa cái mặt bằng này và chúng ta đây, cân chỉnh vào đây, nó khựng lại một cái thì chúng ta sẽ có được một cái bức tranh nó nằm ở chính giữa phòng rất là nhanh chóng nha các bạn. Chúng ta sẽ có được một cái không gian như thế này. Và ngoài ra các bạn muốn có những cái decor theo cái kiểu là treo tường, hoặc là các bạn muốn có những cái tủ kệ, ví dụ như ở đây thì mình sẽ đi vào trong cái phần furniture và mình sẽ tìm đến cái mục storage không, và mình sẽ tìm đến cái, ví dụ như là mình tìm đến cái mục là wall cabinet, hoặc là cái đây cái kiểu như này, và mình sẽ cho cái style của nó ở đây. Thì nó ví dụ như ở đây nó không có phân là style minimalism, nhưng mình sẽ có một cái kệ như này. Rồi mình có thể là để treo nó ở đây ha. Đây chúng ta sẽ có được một cái không gian rất là nhanh chóng mà mọi người có thể điều chỉnh ha. Và từ nãy giờ thì mình cũng thực ra thì mình cũng để cái tay mình ở đây này, tất cả để minh họa cho mọi người thấy là cái sự dễ dàng đó. Chúng ta chỉ cần nãy giờ chỉ có chủ yếu chúng ta cầm chuột, chúng ta xê dịch tất cả những cái mô hình như thế này. Rồi bây giờ sau khi được cái nội dung số 1 rồi, đó là cái nội dung về câu chuyện đưa đồ nội thất vào bên trong mô hình rồi, thì ta sang nội dung số 2 là làm vật liệu. Thì khi mọi người làm vật liệu thì mọi người sẽ vào trong cái mục là material and component ở đây đó. Và khi mọi người làm vật liệu thì nó hơi khác một tí, là nó sẽ chuyển mọi người vào trong cái giao diện làm vật liệu như thế này nhá. Và chúng ta sẽ đưa các cái vật liệu vào trong các cái bề mặt chúng ta mong muốn. Ví dụ như bây giờ mọi người muốn làm cái vật liệu của cái sàn đúng không, thì chúng ta sẽ có trong cái phần flooring này, và mọi người có thể tìm đến các cái loại sàn mà mọi người mong muốn, ví dụ như là sàn gỗ, sàn đá này kia thì tùy mọi người. Ví dụ như ở đây, và mọi người có thể lựa ra cái kiểu sàn mà mọi người muốn dùng.
Ví dụ như là mình sẽ lựa chọn cái kiểu sàn nó màu sắc nó nhẹ nhàng này, thì bây giờ chỉ cần đơn giản là mình đưa cái mảng này vào đây. Và nếu như mọi người muốn điều chỉnh cái kích thước của các cái vân này thì nó nằm ở bên này nhá. Ví dụ vị trí của cái vân, rồi vertical offset là vị trí của cái vân theo cái chiều dọc. Rồi cái góc, ví dụ như mọi người muốn là cái này là góc đi một góc nghiêng chứ nó không có thẳng nữa thì chúng ta sẽ xoay một cái góc như thế này, còn không thì chúng ta để lại như bình thường nhé. Rồi mọi người muốn là những cái kiểu vân xương khác nhau, ví dụ như bây giờ chúng ta không muốn cái vân thẳng nữa, chúng ta muốn cái vân 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 theo cái kiểu là xương cá như này thì chúng ta sẽ chọn vào cái vân xương cá ở đây và chúng ta bấm apply thôi thì nó sẽ ra nhé. Đó, đó là cái cách mà chúng ta điều chỉnh cái vật liệu ở trong cái này. Rồi đối với cái phần tường, tường thì chúng ta có thể là nhiều cái loại tường khác nhau, ví dụ như là các bạn muốn các cái tường hiệu ứng giả bê tông hay là những cái tường mà theo kiểu là các cái panel vật liệu khác nhau, và nó có nhiều trang nha, mỗi cái vật liệu này nó có nhiều trang nha các bạn. Vật liệu đây là vật liệu setup sẵn nha, còn những vật liệu mà chúng ta tự làm ấy thì hẹn các bạn ở trong cái clip sau. Mình sẽ nói về những vật liệu tự làm, còn đây những vật liệu có sẵn ở trong thư viện có 43 trang vật liệu, cái dòng Integrate Artwork này, coating này thì cũng có 7 trang. Đó, các bạn có thể là chọn cái coating bất kỳ, ví dụ như là các bạn có thể là thử cái coating tường hiệu ứng cái kiểu như thế này, chúng ta có thể cho cái mảng tường này là thành cái tường hiệu ứng. Còn những cái tường ví dụ như là cái phần tường còn lại các bạn muốn sơn trắng thì các bạn search vào chữ white ở trong cái phần coating này. Rồi chúng ta sẽ tìm xuống bên dưới, không nó có một cái vật liệu đây, cái vật liệu màu màu trắng mà mét đây này, nó không có độ bóng, chúng ta sẽ cho những cái bề mặt còn lại, đúng không? Chúng ta sẽ thả vào cho cái bề mặt còn lại như thế này thì cho cái phòng chúng ta nó sáng sủa. Thì đó là về cái phần vật liệu, và trong cái phần vật liệu này thì các bạn lưu ý nha, ở trên cái thanh là trên này chúng ta có một cái câu chuyện, đó là có những cái công cụ như thế này để các bạn có thể vẽ. Ví dụ như trên cái mảng tường này các bạn muốn nhấn một cái mảng vật liệu nào đó, ví dụ như bây giờ các bạn muốn là dùng một hình chữ nhật này, các bạn sẽ ở trên cái mảng tường này các bạn vẽ một cái hình chữ nhật ở trên cái mảng tường này, thì các bạn có thể là toàn quyền cho cái mảng này nó một cái vật liệu nó khác. Ví dụ như mình sẽ cho cái vật liệu của nó là cái vật liệu theo cái kiểu hiệu ứng như này đi, mình làm đại đây để minh họa cho các bạn xem ha. Thì rất là nhanh chúng ta sẽ thay đổi được vật liệu theo từng mảng, và xong xuôi cái câu chuyện vật liệu rồi á thì chúng ta sẽ phải là bấm vào cái nút ở bên góc bên này rồi, và chúng ta sẽ bấm cái nút ở góc bên này để chúng ta quay ngược trở lại cái giao diện mà làm việc với lại cái model. Còn cái giao diện vừa rồi là cái giao diện chúng ta để tinh chỉnh cái vật liệu ở trong CoHome thôi, và đó là cái cách mà chúng ta sẽ đưa vật liệu vào ở trong cái mô hình. Rồi sau khi mà chúng ta làm những câu chuyện cơ bản này rồi thì đến cái nội dung thứ ba. Nội dung thứ ba là cái nội dung mà mình hướng dẫn cho các bạn cách để kết xuất ra cái hình ảnh render rất là nhanh và rất là đẹp với lại CoHome. Thì để tạo ra hình ảnh thì chúng ta sẽ vào trong cái ký hiệu này, chúng ta vào trong cái phần Perspective View. Chúng ta vào trong cái phần perspective view như thế này đó, và lúc đầu vào thì nó sẽ có một cái hướng dẫn cái kiểu như thế này đây, cái kiểu của nó là cái kiểu hướng dẫn. Nếu như các bạn đây là lần đầu tiên vào, tất nhiên lần đầu tiên vào thì chúng ta sẽ không có skip được của một dự án, thì chúng ta có thể bấm một cái nút skip ở đây đây. Còn nếu như bạn nào chưa biết thì các bạn có thể bấm theo các cái hướng dẫn này, còn không thì chúng ta sẽ bấm vào cái skip tất cả những cái hướng dẫn ở đây. Nhưng mà trước khi mà chúng ta có thể render được á, thì ở đây mình cũng phải nói luôn đó là ở trên CoHome các bạn phải có một cái tài khoản trả phí thì nó mới có cho các bạn là kết xuất ra hình ảnh render để thấy được hình ảnh. Còn nếu như tài khoản free thì chúng ta chỉ có model dựng hình được thôi. Thì để cái tài khoản trả phí của bạn nó có cái hiệu lực, nó có cái giảm giá mạnh ấy, thì các bạn cũng có thể là vào ở dưới cái phần mô tả của clip của mình ấy, giống như là cái clip này nó có một cái link để cho các bạn, ví dụ cái link này các bạn bấm vào cái link CoHome với cái mã của mình ở đây thì nó sẽ ra một cái trang thanh toán, và các bạn có thể là vào trong cái phần này các bạn sẽ được giảm giá khá là tốt cho khi các bạn dùng cái link đó. Các bạn vào cho phần Get It Now này thì chúng ta sẽ có những cái combo này, thì combo mà rẻ nhất đến thời điểm này đó là các bạn có thể sử dụng combo 139 ngàn một một tháng như này để có thể trải nghiệm những cái tính năng đầy đủ của CoHome nha. Đó, sau khi các bạn vào cái link thì chúng ta sẽ có được cái thanh toán này, và các bạn có thể thanh toán từ cái gói này các bạn thanh toán ra. Còn sau này nếu như các bạn mà sử dụng nó cảm thấy ưng ý với nó thì các bạn có thể là sử dụng những cái gói cao hơn. Còn nếu như đối với trải nghiệm thì mình nói 139 coi như 140 ngàn một tháng đi, thì thực ra là một con số rất là dễ chịu. Rồi quay ngược lại đây, sau khi các bạn đã có cái chế độ rồi thì chúng ta sẽ vào trong cái câu chuyện là Perspective View này, và chúng ta sẽ có một cái camera. Thì để điều chỉnh được góc camera thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mặt bằng ở trên này. Ví dụ như đây các bạn bấm vào camera, các bạn kéo ra kéo vô thì nó sẽ
di chuyển cái vị trí của camera ở trong cái phòng này. Ở bên dưới này thì nó có cái thanh trượt này để quyết định là chiều cao của camera là bao nhiêu. Ví dụ như làm nội thất thì chiều cao của cái camera thông thường là 1m1. Rồi, ở sau đó thì nó có một cái ký tự này để các bạn có thể là quay lên nhìn xuống cái chỉnh góc nhìn lên xuống của cái camera. Rồi, và cái phần này ví dụ các bạn muốn là góc nhìn nó rộng hay là nó hẹp thì chúng ta sẽ chỉnh ở trong cái thanh FOV này. Hoặc là các bạn có thể là lựa chọn cái tính năng gợi ý của Google Home bằng cách là các bạn sẽ chọn vào Smart Angle ở đây. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có những cái gợi ý cho các bạn về cái khung nhìn này kia. Nhưng mà thực ra thì các bạn chỉnh bằng cái camera thì mình thấy là nó tiện hơn. Đồng thời ở bên tay trái này của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái câu chuyện là các bạn chỉnh được cái khung nhìn của cái hình đó là cái nào. Ví dụ tỷ lệ hình nó đang là 43 các bạn thấy cái khung sáng sáng này, hoặc là 16:9. Nếu như các bạn thích cái khung ngang 16:9 thì chúng ta sẽ có như thế này đó. Và chúng ta có thể là ví dụ như di chuyển lại gần một tí ha, chúng ta sẽ cho nó sang ngang một tí chẳng hạn như thế. Đó, tùy theo các bạn muốn cắt cái cảnh của mình nó nằm ở đâu. Ví dụ như đây đó, thì các bạn có thể là chỉnh cái vị trí của camera và để thấy được cái khung cảnh. Thì sau khi các bạn đã làm xong cái câu chuyện này rồi á, thì thực ra mà nói thì lúc này chỉ còn có một nút bấm thôi. Các bạn có thể lựa chọn cái size mà các bạn mong muốn. Và xuống bên dưới này, về các cái hiệu ứng thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có indoor. Nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn có hai cái chế độ đối với nội thất là nhanh này. Một là chế độ nội thất ban ngày, render theo kiểu có ánh sáng ban ngày, và chế độ nội thất là thuần túy ánh sáng trong ban đêm. Thì tùy các bạn lựa chọn, ví dụ mình lựa chọn cái ánh sáng ban ngày nhé. Và sau khi chúng ta có cái ánh sáng ban ngày rồi thì chúng ta lại xuống bên dưới này, các bạn có thể lựa chọn cái bao cảnh ở bên ngoài nó đang là bao cảnh gì. Ví dụ như mình muốn cái bao cảnh của nó bên ngoài là cái bao cảnh này thì mình sẽ chọn cái này, nó sẽ có bầu trời, nó có sắc độ của bầu trời này kia. Và hoặc là như cái này thì tùy các bạn, ví dụ như cái hình này đó. Và cuối cùng là chúng ta chỉ cần bấm cái generate thôi và chờ đợi khoảng đâu đó khoảng tầm 2-3 phút thì chúng ta sẽ có được cái bức hình như thế này. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể là thử thêm một cái chế độ nữa, tức là chúng ta có thể thử bấm nhanh vào trong cái chế độ là indoor night time, đó là cái chế độ render nội thất buổi tối, và chúng ta lại tiếp tục bấm generate nhé. Thì nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ tạo ra những cái phối cảnh cho chúng ta nha các bạn. Thì sau khoảng 3 phút chờ đợi thì chúng ta sẽ có hai cái phương án như này. Đây là một cái phương án sau khi render xong nha các bạn. Rất là chi tiết nha. Đây render các bạn thấy cái tường hiệu ứng này, đây là cái tường một cái hiệu ứng khác, và đây là ban nãy mình có thí nghiệm cho các bạn là một cái mảng hiệu ứng khác nha. Mảng hiệu ứng cái kiểu như này, đây là cái phối cảnh mà ban ngày nha, nội thất nhưng mà làm ban ngày, và đây là cái phối cảnh nội thất nhưng mà làm ban đêm nhé. Và những cái ánh sáng ở trong này thì tự động Google Home sẽ gợi ý, tức là tự động đặt đèn theo cái đề xuất của nền tảng. Chúng ta cũng chưa phải đặt một cái đèn nào cả. Tất nhiên là nếu như các bạn là một cái người đã sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp rồi thì các bạn muốn tự khống chế ánh sáng của các bạn ở trong cái mô hình này thì vẫn được nha. Tất cả mọi cái đèn ở trong nguồn sáng ở trong một cái khung hình render đều có thể là đặt một cách là độc lập và chủ động được, chứ không nhất thiết là phải dùng cái auto này. Còn nếu như các bạn sử dụng auto thì nó sẽ có những cái xử lý cho các bạn như này. Và còn một bước cuối cùng, đó là nếu như các bạn thực sự là không biết gì về Photoshop thì trong Google Home cũng có thể xử lý hình ảnh hậu kỳ của bạn luôn. Ví dụ như bức hình này thì thông thường cách đơn giản nhất là các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ có cái nút gọi là Beauty ở bên dưới này, và các bạn có thể là bấm vào cái nút là One Click Smart Beauty ở đây thì nó sẽ xử lý một nút bấm nó sẽ xử lý cái hình của chúng ta về tông màu, về sắc độ, làm sao cho nó đẹp nhất, đẹp hơn chứ không phải đẹp nhất nha. Và sau khi mà One Smart Beauty rồi, nó xử lý xong rồi thì chúng ta có thể là xem thử là trước và sau xử lý này, trước xử lý này, sau xử lý sẽ như thế này. Và nếu như ở bên dưới này nó còn một số bộ lọc nữa, nếu như các bạn thích thì các bạn có thể thêm những cái bộ lọc vào. Ví dụ như là mình thấy cái bộ lọc Sky này nó cũng có ổn này, nó có thể tăng cường cái ánh sáng đây, ánh sáng cho cái khung nhìn chúng ta. Và trên cái bộ lọc này nó cũng có cái thanh trượt để các bạn có thể là điều chỉnh cái mức độ ảnh hưởng của cái filter này nó như thế nào. Trong cái bức hình mức độ ảnh hưởng của nó là sao nhé, nhiều hay là ít, giống như tất cả những phần mềm chỉnh ảnh đơn giản ở trên điện thoại của bạn như là Instagram hay là Facebook hay là bất kỳ một cái app chỉnh ảnh nào đó khác, tất cả mọi thứ. Và sau khi làm xong rồi thì ta chỉ việc bấm complete ở trên này và bấm save. Và sau khi các bạn save xong thì các bạn chỉ cần bấm vào một cái nút các bạn chỉ cần bấm vào cái nút download ở bên dưới góc bên trái bên dưới này thì các bạn sẽ download được cái hình này về nhé.
Thì đối với cái hình này hoặc là cái hình này thì các bạn muốn download về thì các bạn chỉ việc bấm vào cái nút là download image và chúng ta sẽ chọn là download original image nha. Còn nếu như các bạn mà muốn download theo cái kiểu tách những cái lớp vật liệu khác nhau ra để các bạn chỉnh sửa chuyên sâu trong Photoshop thì các bạn cũng có thể download cái material ID map này. Đối với những bạn mà có những cái rành những cái kỹ năng về Photoshop nó tốt, đây mình sẽ download nguyên cái hình này về, mình sẽ chọn là save as và chúng ta sẽ lưu về trên máy tính là chúng ta có cái hình chất lượng cao nha. Chất lượng này là hình 4K nha các bạn thấy là render là khổ 4K nha. Này chúng ta zoom lên chúng ta thấy được rõ cả những cái sớ vải, sớ da, sớ gỗ ở trên cái mô hình chúng ta này. Đó là cái toàn bộ những cái nội dung mình muốn trao đổi với các bạn ở trong cái clip lần này. Là những cái thao tác hết sức cơ bản và rất là nhanh chóng thôi, và giống như mình đã nói ở trong đầu clip nha, đây là những cái nền tảng mà giúp cho những bạn các bạn muốn tiếp cận với thiết kế nội thất thì có thể tiếp cận một cách nhanh hơn và thao tác thuận tiện hơn. Vì từ nãy đến giờ hầu như mình chỉ dùng có một tay mình bấm click chuột khởi tạo mô hình từ chỗ không có gì đến chỗ render ra bức hình cho các bạn xem nha, chỉ vài click chuột thôi. Đó là cái thế mạnh của Cool Home, và chi phí thì nó cũng không đến nỗi là quá đắt so với lại cái mức độ mà đem lại của công việc nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những clip chia sẻ sau nha. Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho công việc của bạn, sẽ gợi mở cho các bạn thêm những cái hướng đi cho những công việc, cho cái quy trình làm việc của bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.